Buổi video livestream ngày thứ bảy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái kiến thức liên quan đến làm nhà ha, hay là hoặc những cái kiến thức liên quan đến phong thủy nhà ở, tức là ngôi nhà mà các cô chú anh chị chúng ta hiểu rằng là ứng dụng phong thủy, chúng ta sẽ có ứng dụng phong thủy vào trong ngôi nhà của chúng ta. Đối với công trình dương cơ, chúng ta thường sẽ có hai cái như sau. Thứ nhất đó là chúng ta đang ở một ngôi nhà và nhận thấy rằng là chúng ta đang ở một ngôi nhà rồi. Và hiện tại chúng ta thấy rằng là cái yếu tố phong thủy của ngôi nhà này nó không được tốt do những cái yếu tố sai phạm trong công năng phong thủy. Và chúng ta hoàn toàn có thể là nhận thấy rằng là yếu tố phong thủy trong ngôi nhà nó không có được vượng. Như vậy thì các cô chú chị hãy đặt những câu hỏi. Hãy đặt những câu hỏi xoay quanh những cái vấn đề mà ngôi nhà các cô chú chị hiện đang gặp phải ạ. Thì Đức Trung sẽ cùng chia sẻ đến các cô chú chị những cái phương án liên quan đến hóa giải. Hoặc là chúng ta đang có mong muốn chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà mới, thì đấy cũng chính là cách mà chúng ta ứng dụng phong thủy ngay từ ban đầu để sao cho nó đạt hiệu quả tốt nhất. Vậy thì vâng ạ, chào cô chú Thắm Phạm. Cháu không biết là cô hay là chú nữa. Do đó nếu như cái ngôi nhà mình đang ở mà gặp yếu tố về phong thủy nó không có được vượng thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái tính chất liên quan đến sức khỏe, tài lộc, công danh hay là gia đạo của gia đình mình. Hay đối với việc mà chúng ta chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà mới, tức là xây dựng một ngôi dương cơ mới mà chúng ta không chú ý đến yếu tố phong thủy này ạ, thì cái việc mà đạt được cái sự tài lộc thì nó cũng trở nên khá khó. Bởi vậy cho nên rằng là ngay từ ban đầu mà chúng ta có những cái phương án quyết định mà nó đúng thì nó sẽ mang lại những cái hiệu quả cao hơn. Chị Đỗ Chuyên có câu hỏi là bạn cho tôi hỏi sử dụng các vật phẩm phong thủy của phong thủy Tây Nguyên mà trên bàn thờ gia tiên treo ảnh Phật thì có được không? Thường là như này chị Quyên ạ, chị Chuyên ạ, trong cái yếu tố liên quan đến thờ tự bao gồm là có thờ thần linh, thờ gia tiên hay là thờ bàn thờ Phật thì thường người ta sẽ bố trí như sau. Đối với bàn thờ mà thờ Phật thì thường người ta sẽ có một cái bàn thờ riêng, chị Chuyên ạ. Đối với ban thờ Phật thì thường người ta sẽ thờ ban thờ riêng và ban thờ này cao hơn tất cả các ban thờ còn lại. Còn lại thì ban thờ thần linh và ban thờ gia tiên thì người ta sẽ thờ cùng một ban thôi. Thờ ban thờ gia tiên và thần linh người ta sẽ thờ cùng một ban. Tức là một cái ban thờ nó sẽ thờ bao gồm có thờ thần linh này, thờ gia tiên và thờ bà cô mãnh. Còn ban thờ Phật thì người ta sẽ thờ ban thờ riêng. Do đó rằng là đối với cái việc mà chị có một cái ban thờ riêng như thế thì khi các vật phẩm phong thủy của phong thủy Tây Nguyên mà nhận được á, thì khi mà các vật phẩm của phong thủy Tây Nguyên nhận được khi nhận được về thì phong thủy Tây Nguyên và đội ngũ trợ lý có tư vấn cho các cô chú anh chị là khi nhận được vật phẩm mà chưa đến ngày giờ sử dụng thì chúng ta có thể đặt vật phẩm đấy lên trên ban, chúng ta có thể đặt vật phẩm đấy lên trên ban thờ của thần linh hoặc gia tiên nhà mình để mà đón nhận những yếu tố với linh khí của thần linh gia tiên. Thế thì đặt ở ban thờ thần linh gia tiên hoặc ban thờ Phật thì đều được cả, không vấn đề gì. Hơn nữa một điều là các vật phẩm tại phong thủy Tây Nguyên thì đã được khai quang rồi nạp chú cả rồi. Bởi vậy cho nên rằng là khi mà nhận được vật phẩm thì nếu mà chúng ta đi làm ăn xa mà không có ban thờ thần linh gia tiên ở đấy thì chúng ta cứ giữ vật phẩm tại nơi sạch sẽ. Thì đến cái ngày giờ sử dụng chúng ta tiến hành là sử dụng vật phẩm. Còn nếu như nhận được vật phẩm và mang về nhà thì có ban thờ ở nhà thì chúng ta đặt vật phẩm tại nơi đấy. Bởi nơi đấy yếu tố khí nó được thanh tịnh và nó giữ cái yếu tố linh khí của vật phẩm. Chào anh Phan Xuân Thủy nha. Xin chào anh Phan Xuân Thủy. Có những câu hỏi liên quan đến yếu tố phong thủy, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi tại video livestream này thì em sẽ giải đáp tất cả, giúp các cô chú chị cố gắng một cách cặn kẽ nhất. Vì rằng là em nhận thấy rằng là các cô chú chị có rất nhiều những cái mối băn khoăn trăn trở của mình liên quan đến yếu tố phong thủy và cũng rất mong muốn là có cơ hội được gặp thầy để mà nhờ thầy tư vấn. Nhưng hầu hết là các cái câu hỏi đấy của các cô chú chị một phần đưa ra vì nó thiếu dữ kiện, do đó gặp thầy thì thầy cũng chưa có giải đáp ngay được. Hơn nữa rằng là các câu hỏi của các cô chú chị thì về cơ bản thì cũng khá là đơn giản. Bởi vậy cho nên rằng là các câu hỏi nào mà cần yếu tố về chuyên sâu liên quan đến khảo sát, liên quan đến tính toán rất là kỹ lưỡng thì chúng em sẽ xin ý kiến của thầy. Còn lại hầu hết các câu hỏi các cô chú chị thì em sẽ cố gắng là giải đáp một cách cặn kẽ nhất. Nếu mà thiếu thông tin thì đây cũng là cái, nếu mà chúng ta đặt câu hỏi mà thiếu thông tin thì đây cũng chính là cái cơ hội để mà chúng ta, đây cũng chính là cơ hội để chúng ta biết được cách là đặt câu hỏi làm sao cho nó chính xác để các chuyên gia hoặc đội ngũ trợ lý sẽ hỗ trợ chúng ta một cách tốt hơn. Đấy. Thường thì các câu hỏi sẽ cần phải đảm bảo các cái thông tin, ví dụ liên quan đến trạch cát, tức liên quan đến đất đai nhà cửa thì phải có độ số hướng nhà. Cái thứ hai là phải có năm sinh các thành viên. Cái thứ ba là nếu như cần tư vấn về phong thủy ngôi nhà thì phải có cái mặt bằng công năng bản vẽ thì mới đo đạc tính toán được.
Đấy, hướng nhà là một này, năm sinh các thành viên là hai này, mặt bằng công năng bản vẽ là ba này. Đó, thì mới có thể là tính toán được các yếu tố rằng là sai phạm trong phong thủy như nào mới có thể tư vấn được. Anh Phan Xuân Thủy câu hỏi nó là đất Tây Nam hướng thân tọa dần. Đất Tây Nam hướng thân tọa dần. Các bạn trợ lý chỗ Lan Phương chia sẻ cái video livestream này của anh vào group cộng đồng Phong Thủy Thái Nguyên giúp anh nhé. Các bạn trợ lý chia sẻ cái video livestream này vào trong group cộng đồng Phong Thủy Thái Nguyên để các cô chú anh chị ở trong cộng đồng trong group cộng đồng có thể là nắm được video và đặt câu hỏi. Chia sẻ vào. Đấy, anh Phan Xuân Thủy câu hỏi là đất hướng Tây Nam tọa thân tọa dần hướng thân 240 độ, trạch chủ sinh năm 82 nhâm Tuất, vợ 86 bính dần, con gái 2012 nhâm Thìn, con trai 2016 bính thân. Ngày sinh các thành viên đều là dương lịch, xin hỏi năm 2021 xây dựng được không và tháng nào? Ok anh. Về cơ bản rằng là hiện tại thì em cũng đang có cái bản trên tay về khai sơn lập hướng của năm 2021. Em cũng đã có cái bản trên tay của khai sơn lập hướng 2021 rồi. Nhà anh hướng Tây Nam đúng không anh? Tọa dần hướng thân. Tọa dần hướng thân. Sơn dần Phạm Bổ Long. Cấn mùi con thân. Cấn không làm. Về cơ bản rằng là anh Phan Xuân Thủy ạ, đối với nhà anh tọa dần hướng thân năm 2021 ạ, năm 2021 bởi vì sơn dần nó phạm Bổ Long biến vận sát. Năm 2021 sơn dần nó phạm Bổ Long biến vận sát, bởi vậy cho nên rằng là khuyên anh rằng là nếu như không có phải nếu như cái công việc liên quan đến động thổ xây cái ngôi nhà tọa dần hướng thân này không vội ạ thì mình sang năm 2021 có thể mình không nên làm. Năm 2021 có thể mình không nên làm năm 2021 đâu. Còn nếu mà vẫn làm ấy, thì phải chọn cái tháng vượng để mà triển khai. Thì về cơ bản rằng là tháng vượng đối với cái ngôi nhà hướng Tây Nam năm 2021 nó có thể rơi vào các tháng là tháng 2, tháng 5 sau hạ chí hoặc là tháng 8, tháng 10, tháng 11 hoặc sau đông chí âm lịch. Về cơ bản rằng cái phần khai sơn lập hướng này thì buổi khai sơn lập hướng 2021 thì một thời gian tới em và thầy sẽ có những cái buổi video live stream chia sẻ sâu sát hơn nữa. Còn về tinh thần rằng là sơ bộ rằng là hướng thân tọa dần năm 2021 thì bởi vì sơn dần phần tọa nó phạm Bổ Long biến vận sát, nếu như không có vội liên quan đến động thổ làm nhà thì năm 2021 vẫn không nên làm. Còn nếu mà làm thì nên chọn một cái tháng vượng và chọn một vài những nguyên tắc khác nữa để mà triển khai. Hoặc anh có thể làm trong năm 2020 này thì nó vượng hơn. Anh Thủy ạ, anh làm trong năm 2020 này thì nó vượng hơn. Năm 2020 nếu như anh làm trong năm 2020 này thì anh có thể triển khai vào các tháng đó là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch. Thì về cơ bản rằng là tháng 3, tháng 4, tháng 5 âm lịch thì cũng chuẩn bị qua nhanh rồi, cho đó chúng ta còn có tháng 6 và tháng 9 âm lịch để chúng ta triển khai. Còn năm 2021 thì không vượng lắm. Năm 2021 không vượng lắm. Nhưng mà với cái trạch đất mà hướng tọa với trạch đất là đông nam tây đông bắc tây nam của anh thì sang vận 9. Sang huyền không phi tinh vận 9 thì trục đông bắc tây nam này theo thầy Tam Nguyên đánh giá là rất vượng ạ. Huống chi là cái hướng tây nam này thì là hợp long với nhà anh. Vợ con anh luôn. Bao gồm là tuổi anh 82 nhâm Tuất và vợ anh 86 bính dần, xét theo định long tam hợp phái thì về cơ bản rất là phù hợp với lại tuổi gia đình anh. Anh Lê Phú có câu hỏi đó là anh sinh năm 1982, vợ 86, con trai 2010, 82 nhâm Tuất, 86 bính dần, 2010 canh dần, 2019 là kỷ hợi, chọn hướng nhà nào tốt. Về cơ bản giống như là trường hợp anh Phan Xuân Thủy ạ, thì đối với thông tin tuổi gia đình anh này anh có hai cái phương án lựa chọn, đó anh lựa chọn cái hướng đông nam hoặc hướng tây nam anh ở thì nó sẽ vượng long hơn anh Phú nhé. Xét theo định long tam hợp phái thì anh có thể lựa chọn xét theo định long tam hợp phái của Phong Thủy Thái Nguyên thì anh có thể lựa chọn là hướng đông nam hoặc hướng tây nam anh ở thì nó sẽ vượng hơn, đông nam hoặc tây nam nhé. Đấy. Làm nhà năm nào thì được, làm nhà năm nào thì được thì nó còn phải cụ thể hơn nữa anh ạ, nó còn cụ thể hơn nữa thông qua cái việc độ số hướng nhà anh như nào, bởi vì rằng là đông nam thì nó bao gồm ba sơn hướng là Thìn Tuấn Tỵ mà tây nam bao gồm ba sơn hướng là Mùi Khôn Thân. Bởi vậy cho nên rằng là quyết định làm được hay không thì anh phải chọn được trạch đất đã, sau đó anh đo xem là hướng nhà anh là hướng bao nhiêu độ, nó cụ thể nó vào nếu như đông nam chẳng hạn nó vào Thìn hay Tốn hay Tỵ,
còn đông còn đâu là tây nam, nó vào mùi hay khôn hay thân thì lúc đấy chúng em mới căn cứ để luận giải được. Bởi vì chúng ta biết là mặt la bàn thì nó không chỉ đơn giản là đông tây nam bắc, đông nam bắc, tây nam tây bắc đâu, mà một cái hướng đấy nó lại chia làm ba sơn hướng nữa, tức là 83 bằng 24, tức là chúng ta có cái 24 sơn hướng ấy. Thì mỗi một sơn hướng này nó khác nhau rất nhiều bởi liên quan đến yếu tố vận khí kết hợp với lưu liên vận khí của các thành viên trong gia đình. Đấy, thì nó ra cái yếu tố là trạch vận như thế nào để làm sao là hài hòa giữa thiên khí, địa khí và con người, tức là nhân khí, thiên địa nhân nó có sự hợp nhất thì mới ra quyết định làm được. Còn bảo là làm năm nào được thì cũng chưa quyết định, chưa đánh giá được. Ví dụ chẳng hạn nếu anh muốn anh chọn được đất nhanh, anh chọn đất nhanh chẳng hạn, thì nếu như anh làm muốn làm năm 2020 thì khuyên anh làm Tây Nam hợp hơn, làm Tây Nam nó vượng hơn. Bởi vì chúng ta phải xét xem là vận lưu liên vận khí của từng năm làm nó có làm được hay không. Muốn tư vấn cụ thể thì anh có thể để lại số điện thoại. Có 3 phương án như sau. Một là anh gọi điện đến số 1900 292, anh bấm nhánh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn, giống như cái số điện thoại mà em để trên phần mô tả, trên 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 phần video ấy, phần 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 caption, phần status đấy. Anh gọi điện đến số 1900 292, anh bấm nhánh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn về phong thủy nhà ở. Hoặc là anh cũng có thể để lại số điện thoại để các bạn trợ lý liên lạc tư vấn với anh, kết nối Zalo tư vấn với anh. Hoặc cách thứ ba là anh đang ở khu vực Hà Nội hoặc Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì anh có thể là ghé qua văn phòng để gặp các bạn trực tiếp trợ lý trên văn phòng để các bạn sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh cho. Đấy. Còn đâu rằng là chốt lại thông tin gia đình anh bao gồm các thành viên như vậy ấy, thì anh chọn hướng Đông Nam hoặc Tây Nam anh ở thì sẽ vượng hơn. Đông Nam và Tây Nam thì nó còn được cụ thể độ số bao nhiêu nữa, bởi mỗi một hướng này nó bao gồm 3 sơn hướng nhỏ bên trong. 3 sơn hướng nhỏ này thì nó quyết định bởi yếu tố thiên khí, địa khí từng năm nó có vượng hay không để mà làm. Đó. Còn đâu nếu mà anh chọn được hướng Đông Nam, Tây Nam thì nó ok rồi, nhưng điều quan trọng hơn nữa đó là cần phải có quá trình khảo sát từ thầy hoặc là kiến trúc sư về khảo sát nữa thì mới ok được. Bởi vì rằng là nó sẽ có 3 yếu tố, các anh chị chú ý nhé, làm nhà dựng cửa nó sẽ có 3 yếu tố để quyết định rằng là có nên chọn cái trạch đất đấy để mà làm hay không. Thứ nhất đó là vượng long. Vượng long nó xếp theo định long tam hợp phái, nó chọn cái nhà sao cho nó hợp trạch, cái trạch nhà nó hợp với tuổi thì đấy là vượng long, chứ không phải là theo mấy cái hướng là thiên y diên niên sinh khí rồi là ngũ quỷ tuyệt mệnh hóa hại đọc ở trên mạng nhàm 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 đâu. Anh chị cứ lên trên mạng search 1982 nhâm tuất nam mạng thì hợp hướng nào thì nó ra vô vàn các cái thông tin về đông tứ trạch, tây tứ trạch, rồi là diên niên thiên y sinh khí phục vị ở mấy hướng nhà, xong rồi là quay ra đi chọn mấy cái hướng nhà đấy là sai bét tè lè nhà hết, không có chọn được đâu. Cái đấy thứ nhất là hợp long, cái thứ hai đó là hợp vận, cái thứ hai là vượng vận. Vượng vận tức là chúng ta xét theo lưu liên vận khí của từng năm xem là năm 2020 hoặc 2021 hoặc 2022 thì năm nào vượng để mà làm nhà đối với độ số hướng nhà đấy, thì xét được cái việc vận khí nó có vượng hay không thì phải căn cứ vào độ số hướng nhà nó có chính xác hay không. Độ số hướng nhà thì các anh chị tiến hành là đo đo thì bằng cách, một là các anh chị sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt, anh chị sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt đây này, các anh chị dùng cái ứng dụng La Bàn Việt. Các anh chị đây nhá, cái ứng dụng La Bàn Việt nó như thế này này, đây này, các anh chị lên trên view, đây là điện thoại Android chẳng hạn, các anh chị lên trên Safe Play, anh chị gõ La Bàn Việt vào xong anh chị tải về thì đây chính là cái ứng dụng La Bàn Việt. Thì các anh chị sử dụng ứng dụng La Bàn Việt này để các anh chị đo hướng nhà của mình là bao nhiêu độ thì nó sẽ báo chính xác nhá. View như trên này nó báo này, tọa gì hướng gì này, đây là La Bàn cơ bản 8 hướng nhưng nó có cái chế độ La Bàn 24 sơn này, anh chị thấy không, kích vào đây phát nó nhảy ra 24 sơn hướng, nó nạp bởi 12 địa chi, 8 tứ duy, à đâu 8 thiên can và 4 tứ duy vào thì nó thành 8 cộng 4 cộng với lại 12 thì bằng 24 sơn hướng. 24 sơn hướng này nó quyết định các vận khí khác nhau thì các anh chị phải đo xem cụ thể là vận khí nào, sau đó thì phối với lại cái kiến thức về khai sơn tu phương lập hướng năm các năm của thầy Tam Nguyên á thì các anh chị sẽ biết rằng hướng nhà mình năm đấy nó có vượng hay không để mà làm. Đấy là vượng vận. Cái thứ ba nó phải là vượng thủy, nó phải đắc thủy. Đắc thủy ở đây nó phải xét trên yếu tố về đại cục, tức là phải đi khảo sát. Sau đó thì phải xem yếu tố về núi non sơn nước, về yếu tố về long mạch thủy pháp ở đấy nó như thế nào để đánh giá rằng là cái đấy trạch đất đấy nó có được vượng hay không. Nếu mà vượng thì ok chúng ta làm. Thì về cơ bản đảm bảo 3 yếu tố, 2 trên 3 yếu tố là chúng ta hoàn toàn là quyết định làm được. Còn đâu nếu không thì đi khảo sát. Thứ nhất là nó không vượng vận thì không làm được. Không làm được ở đây là không làm được theo năm này năm kia. Đấy, ví dụ chẳng hạn hướng đông năm 2020 này không làm được nhưng hướng đông sang 2021 thì vẫn làm được, nhưng mà cái hướng đông đấy nó vượng với lại ví dụ chẳng hạn tị dậu sửu thì ok ở nhà hướng đông rất là vượng, nhưng mà cái trạch đất đấy nó có được đẹp phong thủy hay không thì phải đi khảo sát để xem rằng là cái trạch đất đấy nó có bị phạm sát hay không, xét theo các yếu tố về lý khí và loan đầu. Nếu mà ok vượng nữa thì quá đẹp, tức là trạch
Tức là cái yếu tố về cách cục tổng thể, cái trạch đất đấy nó quá đẹp luôn. Vận khí năm nay ổn mà lại hướng đấy lại hợp long với gia đình nữa thì chắc chắn ở gia đình đấy chắc chắn kiểu gì nó sẽ phát. Chắc chắn kiểu gì nó sẽ phát. Nhớ anh Lê Phú nhé. Đấy, các anh chị chú ý ba yếu tố đấy, hợp long, đắc long, người ta gọi là đắc long, đắc vận, đắc thủy, thì ba yếu tố mới quyết định làm nhà được. Chị Hương Đinh, vâng, chị Hương Đinh hôm trước là chị nhận được hộp bút văn xương vệ vòng phong thủy rồi ạ. Chị hỏi là nay ngày rằm chị đeo có được không? Trong cái phương án chúng em gửi về thì sẽ có cái phiếu hướng dẫn ngày giờ sử dụng vật phẩm ấy chị. Phiếu có phiếu hướng dẫn sử dụng vật phẩm ấy, thì chị căn cứ vào cái ngày giờ mà chúng em xem ở trên phiếu đấy để chị sử dụng vật phẩm nhé. Một cái vật phẩm phong thủy thì nó phát huy công hiệu, nó phải đảm bảo các yếu tố. Thứ nhất là vật phẩm phải được bao sái tẩy uế. Đấy, cái thứ hai đó là vật phẩm phải được là nạp khí, rồi là trí chú, khai quang, trí lực. Và cái thứ ba là phải xem ngày giờ sử dụng đúng với lại là năm sinh của thân chủ thì nó mới phát huy công hiệu, và đặt để đúng vị trí. Bốn yếu tố đấy thì nó mới phát huy công hiệu đối với vật phẩm phong thủy. Còn nếu không mà sử dụng vật phẩm phong thủy theo kiểu hầm bà làng, cứ đi ra ngoài đồ thờ cúng hay là đồ đồ đồng này kia các thứ, hay đồ cửa hàng vật phẩm phong thủy mua về xong cứ ầm ầm sử dụng ấy, thì nó chỉ là vật trang trí thôi, nó không có phát huy công hiệu về về vật phẩm đâu. Bởi vì các cô chú anh chị hiểu rằng mỗi vật phẩm phong thủy thì nó có một cái trường năng lượng riêng. Mỗi một cái vật phẩm phong thủy nó có một cái trường năng lượng riêng, và chúng ta đặt cái vật phẩm đấy đúng vị trí, giống như việc là chúng ta châm cứu đúng ở huyệt đấy. Cái thứ hai là đặt để vật phẩm đúng ngày giờ để nó đắc được cái yếu tố về 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 về, về âm dương ngũ hành. Bởi vì xem ngày giờ chúng ta phải có niên nguyệt, khi đã nói về xem ngày giờ sử dụng thì chúng ta chắc chắn sẽ có cái phương án về niên nguyệt nhật thời, tức là năm tháng ngày giờ sử dụng. Năm tháng ngày giờ sử dụng đấy nó mang yếu tố về âm dương ngũ hành trong can chi. Do đó rằng là lựa chọn cái năm tháng ngày giờ sử dụng để nó đắc với lại từng cái hạng mục vật phẩm và nó đắc với thân chủ, thì đấy là một trong những phương án ứng dụng phong thủy nó chính phái, chứ không phải là các cô chú anh chị cứ ra cửa hàng đồ vật phẩm mua mà mà về sau đó về đùng 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 sử dụng ngày nào cũng được thì không được đâu, luyên thuyên. Do đó rằng là chúng em gửi vật phẩm có phiếu hướng dẫn ngày giờ sử dụng với chị Hương Đinh, chị xem lại cái phiếu giúp em, hoặc để em bảo các bạn đấy kết nối lại với chị để tư vấn chi tiết. Đấy. Xem lại, nếu mà qua rồi thì để các bạn ấy xem lại ngày giờ chị. Hình như trợ lý Hoa Linh tư vấn chị đúng không? Hoa Linh hỗ trợ chị Hương Đinh nhé. Anh Tuấn Huệ câu hỏi là trạch chủ xem 67 Đinh Dậu hướng nhà 345 độ xây nhà năm 2020 được không? Động thổ tháng nào ạ? 345 độ. 345 độ đúng không ạ? Ba trăm bốn mươi lăm độ sang hướng Bắc rồi đúng không? 345 độ sang hướng Bắc, cụ thể là tọa Bính hướng Nhâm. Nếu mà là 345 độ thì khuyên anh là để năm 2021 anh làm, chứ năm 2020 thì không nên làm, bởi năm 2020 thì nó về cơ bản nó vẫn phạm vào yếu tố thái tuế đến phương Bắc, với lại tam sát nó đáo đến phương tọa, thì 2020 thì không nên làm, để 2021 anh ạ. Xuân Đinh không làm. Xuân Đinh, Quý Đinh. Năm 2021 anh làm, anh nên anh Tuấn Huệ lên để đối với hướng nhà 345 độ tọa Bính hướng Nhâm, anh nên để 2021 làm, 2020 anh không nên làm, chưa nên làm đâu. Nếu để 2021 làm ạ, 2021 làm thì anh có thể động thổ vào các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 9 hoặc tháng 12 âm lịch. Anh lấy giấy bút ghi lại nhé. 2021 năm Tân Sửu ạ, hướng nhà hướng Bắc anh có thể triển khai động thổ vào tháng 3, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 12 âm lịch đối với cái nhà nó tọa Bính hướng Nhâm. Còn nó về cụ thể là có nên quyết định làm nhà trên cái đất hay không ấy, thì về cơ bản phải khảo sát. Thì anh để lại số điện thoại hoặc anh gọi điện đến số 1900 292 bấm nhanh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý các bạn tư vấn thêm cho anh, và sắp xếp lịch hẹn để mà thầy Tam Nguyên hoặc đội ngũ kiến trúc sư về khảo sát cho anh. Anh Dần Tiger có câu hỏi là mình sinh năm 86 Bính Dần, vợ 90 canh Ngọ, con 2014 Giáp Ngọ, nhà hướng Đông Bắc có vượng không thầy? Nếu mà xét theo định long tam hợp phái, anh Dần anh có cái cơ hội lựa chọn cái trạch đất, anh nên lựa chọn cái hướng Đông Nam hoặc Tây Nam thì nó vượng hơn nha. Đấy. Vâng, ok, cảm ơn anh Tuấn Huệ nhé. Anh liên hệ với anh, để lại số điện thoại hoặc anh gọi điện 1900 292 bấm nhanh số 2 để các bạn trợ lý sẽ tư vấn hướng dẫn thêm giúp anh. Ngoài ra đặt lịch hẹn để mà thầy Tam Nguyên hoặc đội ngũ kiến trúc sư về khảo sát cụ thể nhé. Quay trở lại với câu hỏi của anh Dần Tiger, anh sinh năm 86 Bính Dần, vợ anh 90 canh Ngọ, con 2014 Giáp Ngọ, ở nhà hướng Đông Bắc có vượng không? Về cơ bản rằng là hướng này thì cũng được. Hướng này nhất là vào vận 9. Trục Đông Bắc Tây Nam vào vận 9 bắt đầu từ năm 2023 cho đến năm 2044. Vận 9 20 năm ạ. Từ năm 2023 cho đến 2044 hướng trục nhà Đông Bắc Tây Nam về cơ bản thầy Tam Nguyên đánh giá là vượng. Do đó ở đây là vượng vận, còn nếu mà hợp long thì
Hợp Long thì cũng bình thường. Ừ. Anh chọn được hướng Đông Nam hoặc Tây Nam thì nó vượng hơn. Nhất là Tây Nam nhé. Tây Nam vượng cả nhà. Anh chọn được hướng Tây Nam vượng hơn, còn Đông Bắc thì bình thường. Nhưng mà về cơ bản một vài năm tới đến năm 2023 trở đi là vào vận chín nó vượng. À, chị Hương Đinh lại câu hỏi tiếp, em trai mình xem 76 bánh thìn có căn cơ về tứ phủ đi. Em trai mình xem 76 bánh thìn có phải căn cơ về tứ phủ không? Thế mà mang quá. Úi trời ơi. Xem 76 bánh thìn có một vạn ông 76 bánh thìn. Có một vạn ông sinh năm 76 bánh thìn, ông nào cũng căn cơ sao chị? Không phải. Cái yếu tố căn cơ nó đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Về cơ bản rằng là trong cái lá số tử vi và lá số bát tự nó có những cái cung liên quan đến căn cơ của một người có khả năng làm thầy. Cầm đầu thiên hạ, làm thầy thiên hạ, thế cho nên rằng là cái này phải căn cứ vào 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 bát tự dụng bát tự tứ trụ của đồng chí này, của anh xem 76 này phải căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh thì xem là trong lá số bát tự hoặc là tứ trụ có những cái có những cái cung mà nó mang cái yếu tố về về cơ duyên làm thầy, căn cơ làm thầy hay không thì mới quyết định được. Hoặc là người ta thường có biến cố gì đấy. Ví dụ một số người chẳng hạn qua cái cơn thập tử nhất sinh thì sau khi mà sống sót thì lại có cái căn cơ làm thầy. Thì lại có căn cơ làm thầy tứ phủ mở điện các thứ mà. Đó. Do đó là cái này chưa cụ thể được chị Hương Đinh ạ, phải có năm tháng ngày giờ của bạn của anh này thì mới có thể xem được, hoặc là xem cái quá trình quá khứ là sinh ra lớn lên và phát triển để có gặp những cái biến cố gì không. Ừ. Hoặc là có những cái năng lượng gì không. Anh Nguyên Bình có câu hỏi đó là năm 2022 sửa nhà được không? Thôi tuổi Canh Tuất. Anh Nguyên Bình ạ, cái việc liên quan đến tu tạo sửa chữa nhà ấy, thì nó không chỉ đơn giản là căn cứ tuổi anh có làm được hay không. Rất nhiều người có suy nghĩ rằng là xét rất nhiều người có suy nghĩ rằng là xem theo tuổi là tuổi Phạm Kim Lâu Tam Tai Hoàng Ốc đến năm này năm kia, Phạm Kim Lâu Tam Tai Hoàng Ốc Thái Bạch Thái Âm thì cô thần quả tú cái gì 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 hãi mà không dám sửa nhà, không dám làm nhà. Cái đấy là cái sai. Cái việc mà liên quan đến cái nhà thì chúng ta phải hiểu cái nhà đó là chủ thể, tức là cái ngôi nhà đó là cái chủ thể chính, bởi vậy cho nên chúng ta phải căn cứ vào tọa và hướng của ngôi nhà thì có làm được hay không hoặc có sửa được hay không. À, do đó rằng là ở đây câu hỏi của anh thì em cũng chưa biết rằng là ngôi nhà anh là hướng gì, anh Nguyên Bình ạ. Em chưa biết là nhà anh tọa hướng như thế nào, em chưa biết là anh sửa ngôi nhà đấy vào phương vị gì thì mới có thể quyết định được cái việc có sửa được hay không vào năm 22 nhâm dần. Chứ đâu hỏi vào năm 22 nhâm dần có sửa nhà hay không, tuổi anh Canh Tuất thì thông tin này chưa đủ dữ kiện để mà tư vấn được. Đấy, chưa đủ dữ kiện để mà tư vấn được. Do đó rằng là năm 2022 thì phải là cụ thể là sửa nhà hướng gì, hoặc là 2022 ví dụ nhà anh hướng Bắc tọa Nam, đấy, hướng Bắc bao nhiêu độ, năm 2022 anh muốn sửa ngôi nhà vào cái năm 2022 anh muốn sửa ngôi nhà ở cái vị trí bếp. Đấy, anh năm 2022 anh muốn sửa ngôi nhà ở vị trí bếp. Đấy, vị trí bếp này nó nằm ở phương Đông Bắc của ngôi nhà hoặc phương Tây Nam ngôi nhà thì hỏi năm 2022 có sửa được không thì như vậy nó mới cụ thể được. Chứ nếu không thì căn cứ mỗi tuổi này thì chưa quyết định được. Ừ. Vâng, chị Hương Đinh, vâng ạ. Có gì chị cứ trao đổi với chúng em hoặc là kết nối với bạn trợ lý mà đang tương tác tư vấn với chị ạ, thì các bạn sẽ hướng dẫn chị thêm. Anh chị Nguyễn Hoàng, Huyền Hoàng, chị Huyền Hoàng câu hỏi là thầy cho em hỏi tuổi Mậu Ngọ năm nay có xây nhà hướng Tây Nam được không? Tuổi Mậu Ngọ năm nay xây nhà hướng Tây Nam được không? Đấy. Cái em phân tích theo cái sự hiểu của các anh chị nhé. Anh chị đặt câu hỏi đây là tuổi Mậu Ngọ năm nay xây nhà hướng Tây Nam có được không? Thì cái việc xây nhà hay động thổ làm nhà thì nó quan trọng nhất nó là ở cái vế sau, tức là cái vế hướng Tây Nam đấy có làm được hay không. Còn độ tuổi Mậu Ngọ thì lại không quan trọng lắm. Tuổi Mậu Ngọ thì hỏi là có động thổ được hay không mà thôi. Còn đâu rằng hướng Tây Nam có làm được hay không mới quan trọng. Về cơ bản rằng là năm 2020 nhà tọa Đông Bắc hướng Tây Nam khai sơn lập hướng thì với cơ bản là được, nhưng mà cụ thể Tây Nam thì lại là vào sơn hướng gì, bởi vì Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn và Thân. Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân. Đây này, các anh chị thấy này, đây hướng Tây Nam đây này, các anh chị thấy hướng Tây Nam này bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân. Nó có giải độ là từ 200 nó có giải độ là từ 202,5 độ, 202,5 độ cho đến 247,5 độ là hướng Tây Nam, nhưng Tây Nam này bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân. Bởi vậy cho nên rằng là nó phải cụ thể rằng là nó vào sân mùi hay nó vào hướng mùi, hướng khôn, hướng thân thì mới có thể quyết định được rằng là năm 2020 này có làm được hay không, hay là để năm khác hay để năm nào. Đấy, chứ nó hướng Tây Nam thì về cơ bản nó chung chung, nó chưa cụ thể được.
nó phải chưa cụ thể hơn nữa. Còn đâu xét theo Định Long Tam Phái thì hướng đối với tuổi Mậu Ngọ 1978 hoàn toàn hợp long với cái nhà hướng Tây Nam, do tức là ở nhà hướng Tây Nam đối với tuổi Mậu Ngọ là Vượng, về vận khí thì phải cụ thể hơn nữa xem là hướng Tây Nam này bao nhiêu độ, xem là vào Mùi hay vào Khôn và Thân thì mới quyết định được. Đấy, rồi là phải khảo sát thực địa để xem là cái trạch đất đấy tọa đông bắc hướng Tây Nam thì nó có được vượng khí hay không, tức là trạch đất đấy nó có vào sát khí hay không hay nó đón được cát khí. Chứ ví dụ chẳng hạn chị chú ý nhé, chị Huyền Hoàng nhé, cái nhà chị hướng Tây Nam tức là tọa đông bắc, chị chú ý xem là phía đằng sau nhà nó có những cái ví dụ như là phía đằng sau nhà nó có ngã ba, ngã bảy, có ngã tư phía đằng sau nhà, hoặc là có cái hồ lớn phía đằng sau nhà thì ngôi nhà đấy không vượng, bởi khả năng rất cao nó sẽ rơi vào trạng thái là rơi vào sát long, tức là cấn nó sát là dần. Cái này khẩu quyết theo long sinh bát sát, anh chị nào mà nghiên cứu về phong thủy chính phái, nghiên cứu về phong thủy long sinh bát sát, về thần sát thì cũng sẽ nắm được kiến thức này thôi. Đấy. Nhà tọa cấn hướng khôn thì nó sát ở dần, tức là sát ở phía sau lưng. Bởi vậy cho nên nếu như cái nhà mà tọa đông bắc mà hướng tây nam mà phía đằng sau có hồ lớn thì chịu, không 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 ở cái nhà đấy được, không nên ở. Không nên ở. Ui dồi. Cái này nhiều quá, cái bên này nhiều quá mình chưa trả lời. Nhớ chị Huyền Hoàng nhé, chú ý nhé. Tuổi Mậu Ngọ 1978 ở nhà hướng tây nam thì vượng. Còn nó bảo năm 2020 này có làm được hay không thì phải cụ thể xem là hướng Mùi Khôn Thân như thế nào thì mới có đánh giá được. Đó. Tiếp theo ở trên này. Rồi nhiều quá. Cô chú Thám Phạm câu hỏi là cháu cho câu hỏi là sửa nhà theo cái gì? Cháu cho câu hỏi là sửa nhà theo ngày, theo tuổi hay là theo hướng? Ha ha. Chọn cái ngày, bây giờ câu chuyện liên quan đến chọn ngày sửa nhà. Chọn ngày sửa nhà thì nó căn cứ vào hai yếu tố, ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất đó là hướng nhà là hướng gì, hướng nhà hướng gì thì mới suy ra được tiếp theo, là phương vị mà cô sửa là cái phương vị gì, hoặc cô sửa hạng mục gì. Ví dụ chẳng hạn cô đo được hướng nhà rồi thì cô xem là cái hạng mục cô muốn sửa, ví dụ cô sửa phần tọa ngôi nhà, cô sửa phần bếp ngôi nhà, cô sửa cầu thang ngôi nhà, hoặc là cô đại tu cả ngôi nhà, thì lúc đấy mới tính toán. Để mà tính toán cái gì, để tính toán vận khí của ngôi nhà nó như thế nào mà chọn ra cái tháng là tháng vượng để mà tu tạo sửa chữa, chọn ra tháng vượng để tu tạo sửa chữa, cô Thắm ạ. Để chọn ra tháng vượng tu tạo sửa chữa, cái tháng vượng nếu như cái mạng yếu tố đại tu, tức là sửa ví dụ như sửa nền, bóc mái, sửa trần hoặc là lợp thêm mái, thì này mang yếu tố về đại tu ngôi nhà thì phải lựa chọn cái tháng vượng để nó tính toán ở cái thời điểm mà nhật nguyệt nó đáo trung cung, nhật nguyệt nó đáo vào trung cung tức đáo vào giữa ngôi nhà, thì chọn cái tháng đấy là tháng vượng. Khi mà chọn tháng vượng rồi thì lúc đấy mới chọn tiếp theo đến cái năm tháng ngày giờ để mà sửa, thì cái năm tháng ngày giờ sửa này nó căn cứ vào hướng nhà, nó căn cứ vào thông tin tuổi của các thành viên gia đình cô, đặc biệt là trạch chủ tức là chú nhà chẳng hạn. Đấy, thì hoặc là con trai trưởng của cô, nếu cô đang ở nhà con trai thì căn cứ vào trạch chủ và các thành viên gia đình, căn cứ vào hướng nhà thì mới lựa chọn được năm tháng ngày giờ để mà triển khai. Nhưng trước khi chọn năm tháng ngày giờ thì phải chọn tháng vượng trước, chọn được tháng vượng thì phải căn cứ vào cái vận khí ngôi nhà như thế nào, căn cứ vào tọa hướng ngôi nhà hoặc căn cứ vào phương vị của ngôi nhà cô muốn sửa. Thì cái này nó thuộc về phần kiến thức về khai sơn thu phương lập hướng. Đấy, thì mới được. Ví dụ chẳng hạn nhà cô là hướng, nhà cô hướng tây tọa đông chẳng hạn, cô bảo năm nay cô muốn sửa cái phần tọa ngôi nhà, tôi muốn sửa cái bếp này nằm ở phần tọa ngôi nhà, nó nằm ở phương vị đông, thì xin thưa với cô là không sửa được, bởi vì phương đông năm nay con ngũ hoàng đại sát nó nhảy vào, không sửa được, thế thôi, thì để năm khác. Đó, kiểu vậy. Do đó là phải căn cứ vào tuổi hay căn cứ vào hướng nhà, căn cứ vào cả hai. Đấy, căn cứ vào cả hai. Chị Thiệp Cưới Mai Chi, chị được bạn Nhật Nam tư vấn rất kỹ về trấn trạch, sử dụng thạch anh đủ màu sắc pháp khí để trấn vào các vị trí trong nhà. Một số người bạn khuyên là dùng thạch anh thô trải mọi chỗ trong nền nhà, thì em có cần thiết hay không, hay chỉ trấn những vị trí như vậy thôi? Ok chị Thiệp Cưới Mai Chi, về cơ bản là cái yếu tố liên quan đến trấn trạch, người ta sử dụng phương án trấn trạch để mang yếu tố về kích hoạt vận khí của cái trạch đất sao cho nó vượng khí, cũng như rằng là nó hóa giải những cái xung sát, đồng thời tăng thêm vượng vận cho ngôi nhà. Đặc biệt ngôi nhà mà có những người mà trong cái giai đoạn phát triển sự nghiệp như làm ăn kinh doanh hay là làm trong nhà nước, thì cái việc trấn trạch nó rất là tốt. Về cơ bản nó có năm cái công dụng của việc trấn trạch rất là hay, thì Nhật Nam sẽ chia sẻ thêm cho chị. Thì trong cái phương án sử dụng trấn trạch thì người ta sử dụng đá thạch anh ngũ sắc để mà người ta trấn trạch tại năm cái vị trí theo cái yếu tố ngũ hành ngũ thiên bát quái, năm cái vị trí ngũ hành theo kim mộc thủy hỏa thổ. Đấy là sử dụng đá thanh ngũ sắc, mỗi một phương vị sử dụng một màu. Còn đâu sử dụng đá thạch anh nền vẫn nên, sử dụng đá thạch anh thô để trải nền vẫn nên, đặc biệt là cái vị trí bể phốt là rất cần thiết, bởi vì rằng đá thạch anh thô trải nền nó mang tính dương khí, thì tính dương khí này nó hóa giải những cái âm khí trường khí ở dưới đất, đồng thời nó mang yếu tố về trấn trạch, thì về cơ bản dùng tốt. Chị nếu mà có điều kiện mua nhiều thì trải mọi vị trí càng tốt, và đặc biệt chú ý ở cái vị trí bể phốt nhé.
chú ý ở vị trí bể phốt. Do đó sử dụng đá thay ánh đèn rất là tốt, không có gì phải lo cả chị ạ. Cháu xem ngày sửa nhà giúp cô với nhà cô hướng đông 90 độ, tọa tây, úi sổ hồi. Hướng đông 90 độ, chính đông luôn. Chồng sinh năm 66 Bính Ngọ, vợ 61 Tân Sửu, con gái 91 Tân Mùi, con gái nhỏ 96 Bính Tý. Xem ngày sửa nhà cô làm giếng trời. Cô làm giếng trời với cái nhà hướng đông á. Với cái nhà hướng đông năm 2020 này ấy, thì khuyên cô rằng là hạn chế sờ vào thôi. Bởi hướng đông năm nay cũng ngũ hoàng đại sát đang nhảy vào. Đấy, không có vượng, mà năm nay nếu mà cô muốn sửa trung cung á, cô làm giếng trời ở đây là không chắc là có lẽ là giếng trời nằm ở trung cung. Mà năm nay thất xích phá quân nó nhảy vào trung cung, về cơ bản nó không được vượng lắm. Cô ạ, không được vượng lắm. Nếu mà sửa được cũng, nếu mà sửa thì cũng được đối với cái nhà hướng đông, nhưng mà cơ bản rằng là nó có nhiều cái rủi ro lắm. Bởi hướng đông năm nay ngũ hoàng đại sát nó nhảy đến hướng, nó đóng quản năm 2020 này, mà trung cung năm nay thất xích phá quân nhảy vào nó không vượng lắm. Nếu mà hoãn được thì để năm khác cô ạ, để 2021 chẳng hạn. Chúng ta có những câu hỏi cần giải đáp thì các cô chú chị hãy cứ bình luận xuống bên dưới nhé. Theo công thức là họ tên cộng số điện thoại cộng năm sinh cộng với câu hỏi cần được giải đáp, và có cả hướng nhà cụ thể bao nhiêu độ số nhé. Thì đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn các cô chú chị kỹ hơn. Đấy, hẹn gặp lại các cô chú chị trong những cái buổi livestream tiếp theo.